Ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt tạm giam bị can Hà Văn Giót, sinh năm 1955, trú xã Phúc Thang, huyện Than Uyên, Lai Châu, để điều tra hành vi bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật. Trước đó, ngày 22 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên cử hai cán bộ điều tra phối hợp cán bộ ban công tác Mặt trận Tổ quốc đội 11, xã Phúc Thang tới nhà riêng của ông Hà Văn Giót để làm việc về nội dung liên quan đến một vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Giót luôn có những lời nói xúc phạm cán bộ, xúc phạm cơ quan nhà nước. Kết thúc làm việc, ông Giót đã yêu cầu xé biên bản ghi lời khai, rồi dùng điện thoại gọi cho nhiều người dân thông báo đang nhốt hai công an trong nhà và yêu cầu mọi người đến xem. Khi người dân hiếu kỳ kéo đến đông, ông Giót yêu cầu hai cán bộ công an phải gọi cho lãnh đạo công an huyện đến nhà để trả lời dân về chế độ di dân tái định cư, thủy điện Hủy Quảng, Bản Chát, thì mới thả cho về. Ngày 14 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Giót để điều tra hành vi đã chốt cửa và kích động một số đối tượng liên quan giam giữ hai cán bộ công an. Hà Văn Giót, nguyên là cán bộ lãnh đạo xã Pha Mu, huyện Than Uyên, đã được nghỉ chế độ hưu trí từ năm 2000. Khi nhà nước triển khai chủ trương xây dựng thủy điện Hủy Quảng, Bản Chát, mặc dù chưa thật sự nắm chắc về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng Hà Văn Giót hay tỏ ra hiểu biết, lớn tiếng rao giảng những điều không đúng quy định và kích động người dân với luận điệu là cán bộ tính thiếu làm sai cho dân, đồng thời đã xúi dục người dân viết đơn khiếu kiện sai sự thật, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.